ngày 8 tháng 11, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị thương khắp người do bị cha nuôi bạo hành. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi và các ngành chức năng có liên quan, thực hiện tiếp nhận bé gái theo diện bảo vệ khẩn cấp vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau để kịp thời chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần cho bé. Trước đó, nhiều người dân sống gần nhà ông Trần Minh Đắc, cha nuôi bé gái, liên tục nghe tiếng chửi bới của người đàn ông này và tiếng khóc thét của trẻ em, nên người dân đã gọi báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, công an và cán bộ văn hóa xã đến nhà kiểm tra, nhưng ông Đắc đóng kín cửa. Sau gần một giờ vận động của cán bộ xã, người đàn ông này mới mở cửa đưa cháu bé ra ngoài. Thời điểm này, mặt nạn nhân bị sưng ở vùng trán và mắt, môi bị dập, tay chân có nhiều vết thương. Làm việc với công an, ông Đắc thừa nhận đã nhiều lần đánh con nuôi bằng roi,